kẹp lại tóc ôm sách vào thưa mẹ. Mẹ mắng yêu ham đi học sớm bệnh nghe con. Nhưng em đâu ham đến công trường. Chị ham ngang chỗ có giường hoa thơm và có muôn cánh bướm nhớ nhớ trong nắng ấm của chàng trai Sài ngắm em hai buổi đến sân trường. Nhưng khi ngang qua nơi ấy em giá lạnh lùng, mắt nhìn thẳng nhưng không trông thấy người trong giường đắm đuối nhìn em. Một năm chẳng em im người lặng, có lần người bao vàng trêu em. Mặt trời còn đó ẩn tàn trăm, cô đừng sợ trễ học hãy vào đây đuổi bướm. Từ ấy em và người bắt đầu quen thuộc, người bắt tặng em con bướm bảo em rằng. Người bảo em ướp cánh bướm vào trang vở học, giữ làm kỷ niệm tình bạn thiết kỷ của đôi mình. Nó có giá trị khi tối em đi ngã bóng về chiều. Những đêm vắng lặng như lòng vắng lặng, nhìn bướm này luyến tiếc thời xưa. Hồn sẽ mon men về đường qua dĩ vãng, em sẽ buồn sẽ nhớ nhớ lăn lăn. Ngày xưa hai buổi đến trường nhớ người bạn thiết bên giường hoa thơm. Làm kỷ niệm cũng ép vào vở học rồi cũng bảo rằng đời qua này đời của gái xuân, giữ qua này như thế giữ hồn là hồn của em. Nhưng người giữ hồn em đã biết gian không cho em hay vì sợ cảnh biệt ly. Năm sau áo nữ xin em dứt bỏ phát áo đời với cậu tú vào sân, mãi vui bên cạnh chồng con. Em quên nguyện vợ ướp bê con bướm vàng. Tiếng bom đạn nghiêng rầm lòng đô thị, chiến tản cư em có gặp một chàng. Áo hải hồ nhiều mụn da tan thương, trông quen thuộc nhưng không phương nhìn được. Phải, em làm sao nhận ra người bên cổng giường qua thuở trước từng đón em hai buổi đến sân trường. Người em thân hồi tóc kẹp còn bỏ thông lưng chừng. Tôi người bạn cũ của em vắng tôi em nhớ đi tìm khắp nơi. Vì thế buổi ra đi tôi trốn sợ chia ly đau đớn nghĩ lòng ai. Qua em ép tặng nghĩ còn đây bướm anh ép tặng nghĩ chắc nay nó vẫn nghĩ còn. Em nuốt lại trả lời kỷ vật cũ anh ơi còn đâu nữa, vì em nay đã có chồng rồi. Dân tôi biết, tôi biết khi hôm xe cưới em ngang đi giường qua cũ anh lúc bên đi khóm đi qua anh lén ngóng ra nhìn.
thấy em cũng nhìn đi vườn qua lộ nét u buồn. Đêm hôm ấy anh lăn lộn không sao ngủ được, nhưng không bao giờ trách móc chi em. Lạ lùng cho quả tim non khi em chưa chỗ nhát không buông lời. Bây giờ thì em đã có nơi cả gàng dám nói rằng tôi yêu nàng. Từ ấy về sau người biết dạng, đôi khi em cũng thấy hơi mong. Sao em bị chồng bỏ lòng đông, em gặp lại canh buông vàng trong vở cũ. Người ấy cũng chán đời lữ thư, dày chết vui khóm yêu quang. Chỗ đón em cắp sách đi đến trường, qua rơi phủ kính mộ chàng, dài con bướm trắng để tan khóc thầm. Đêm đêm ôm cánh bướm vàng, tim hồn chết lạnh giữa phòng cô đơn.